Mộc Hương Shop xin chào các bác. Ở đây thì tôi tiếp tục lên cho các bác cái vòng huyết long loại rễ lũa VIP này nhá. Thì mấy ngày nay thì tôi cũng rất là bận và nói thật với các bác là bị sốt virus các bác ạ. Nên là vừa mới đi truyền nước về. Bây giờ thì nó cũng đỡ khoảng 6-70%. Sức khỏe cũng hết mệt hết mỏi rồi, cho nên là nên cho bác cái video tiếp theo về trả lời những cái thắc mắc về cái huyết long hàng rễ lũa này nhé. Bác hỏi rất là nhiều và hiện tại thì cái vòng 16 ly nó gần hết rồi các bác, 16 ly gần hết rồi. Đây còn có 4 sợi đây, tôi đang cho anh em làm thêm size 18 ly, lô sau sẽ có 18 ly này và chuỗi 108 hạt, chuỗi 10 ly cho nữ nữa, 10 ly cho nữ này, 12 ly thì cũng cho nữ đeo được thôi các bác, nhưng mà nó hơi to một xíu. 10 ly cho nữ này, chuỗi 8 ly 108 hạt này và 18 ly nữa các bác nhá, 14 ly nữa. Nhiều chuỗi quá thì nó cũng rất là khó cho các bác lựa chọn. Để tôi đang tính xem là nếu mà có đủ gỗ thì sẽ làm đủ size, còn nếu mà không đủ gỗ thì chắc chỉ làm 12 ly và 16 ly. Cùng lắm là thêm 18 ly thôi các bác. Cùng lắm là thêm 18 ly. Đó, và chuỗi 108 hạt thôi. Nữ đeo 12 ly được các bác nhé. Thì hôm nay tôi chọn cho một chị khách ở Hồ Chí Minh. Đây. Cái vòng huyết long loại VIP đỏ rực này. Đây các bác thấy không ạ? Cái đèn chuyên soi đá quý, hàng cao cấp. Cái đèn này ánh sáng rất là mạnh các bác nhé. Đèn sạc pin. Đó. Đèn này đèn chuyên dụng. Đó. Các bác thấy không ạ? Đỏ rực. Như này tôi test như này là các bác thấy trực quan này. Những cái hàng sản phẩm chất lượng. Đó. Đó, nó sẽ như này các bác nhé. Rất là đẹp luôn. 12 ni thì các bác cũng lấy mấy vòng rồi đó. Ở đây là còn có 6 vòng thôi, lấy 4 vòng rồi, các bác lấy 4 vòng rồi. Đó. Thì tôi đang cho làm luôn lô mới nhá. Ở đây thì tôi đang chọn cho một chị khách ở Hồ Chí Minh đây. Đó. Và một anh ở Vũng Tàu. Đây. Đỏ rực hết các bác nhá. Cứ xoay hạt thì như này. Các bác test đèn flash cũng được, nhưng mà ánh sáng nó sẽ không mạnh bằng cái đèn này đâu. Cái đèn này nó sáng rất là mạnh. Đèn pin ở nhà các bác không test được nhé. Đèn pin ánh sáng nó phân tán, nó không tập trung như cái đèn chuyên soi đá quý, soi gỗ, kiểm tra đá quý, đá gỗ này. Đó. Và đây là vòng 16 ni này, cho một anh ở Vũng Tàu này. Đó. 16 ni cũng đỏ rực luôn. Hàng này nó là hàng lũa rễ. Các bác biết hàng nũa gì không ạ? Nũa có nghĩa là nó ở phần gốc, nhưng mà nó rục hết những cái phần rác bên ngoài rồi các bác nhé. Nó chỉ còn lại thịt gỗ và tinh dầu gỗ ở trong thôi. Nó gần như là rất là đặc, đậm đặc dầu. Và chất gỗ rất là chắc, nõi. Đây các bác nhìn nó màu nó đỏ au như này. Hàng này nó rất là hiếm. Hiếm hơn cả hàng nu các bác nhé. Đó. Và hàng này là đã được tôi phủ bóng kính, rất là bền, siêu bền luôn. Hàng phủ bóng kính đẹp từng hạt. Hàng để mộc thì nó cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ không đẹp bằng phủ bóng lên màu như thế này. Phủ bóng nó lên màu rất đẹp. Còn để mộc thì nhìn nó thô và nó cứ mốc ấy. Các bác biết cái gỗ mộc rồi đấy. Nếu mà bác nào mà làm mộc ấy, các bác biết là cái gỗ mộc của nó không đẹp. Nó không gọi là cái mẫu mã nó không đẹp như là cái hàng đã làm bóng hoàn thiện như này đâu các bác. Hoàn thiện như này thì các bác đeo nước nôi không sợ này. Thứ nhất là nhiệt độ, cũng như là các bác muốn một cái vòng mà vừa chất lượng vừa đẹp, về vừa phong thủy mà vừa đeo được dã chiến, đeo lâu dài bền với mình, đi ngoài đường không sợ nắng mưa. Đó, thì các bác lựa chọn cái vòng huyết long này nhá, rất là tuyệt vời. Thì ở đây thì tôi báo giá luôn là giá hiện tại cái vòng 12 ni này, những cái clip trước thì tôi cũng báo giá đấy, là 800 thì đang được giảm còn 650 nhé. Bên tôi hỗ trợ tiền ship tận nơi, các bác đặt hàng liên hệ trực tiếp Mộc Hương Shop.
hoặc các bác có thể kích vào cái đường link bên dưới này để đặt hàng ở trên website mà không sốt. Còn cái vòng 16 ni giá cao hơn 900 thì đang được giảm còn 750 các bác nhé. Đó, đang có khuyến mại trong cái nô này thì và bên tôi cũng đang là nọc gỗ để làm thêm những cái nô mới, nếu mà đợt tới gỗ nó về mà giá cao hơn thì chắc phải bán giá cao hơn các bác ạ. Tại vì là cái gỗ nô gỗ này đầu tiên là tôi không ý định làm cái gỗ này đâu, làm cái loại này đâu, nhưng mà cái nô gỗ này nó có cái loại này nên là mình làm thử thì nó ra rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ phải bảo anh em lựa gỗ từ trong kia chuyển ra là toàn lựa loại này thôi, nên là lựa thì anh em là cũng mất thời gian và mất công, nên là anh em mà bảo là trả thêm tiền công uống nước, uống trà, uống cà phê đó, phải trả thêm tiền công cho anh em lựa cho mình các bác nhá, chứ không phải là tự dưng mà mình có thể là lấy toàn bộ gỗ này được đâu, mà mình phải lựa một nô gỗ rất là nhiều gỗ thì mình lựa được cỡ ít ít phôi gỗ này thì mình gửi ra cho mình thì cũng được, chứ mình cũng không cần phải nhiều hết tất cả các loại gửi ra các bác nhé. Đó thì những cái hàng như này nó rất là ít hiếm đó. Và những cái hàng lũa thì các bác biết rồi, nó rất là già, nó rục hết rác rồi. Đó, những cái vỏ rác bên ngoài nó rục hết đi rồi thì toàn bộ là còn lại nõi thịt và cái dầu này thì nó mới còn lại được, nó không bị mục cũng như là không bị hoại khi mà trong quá trình trong đất cũng như là trong thời gian nó tác động vào môi trường ẩm ướt, nước mưa, ánh sáng đó, cho nên là nó đã trải qua rất là nhiều năm ở trong rừng như vậy rồi, trong cái thời không gian thời tiết rất là khắc nghiệt mà nó vẫn còn đẹp và bóng như này thì nó mang dương khí rất là nhiều các bác nhé. Các bác đeo vào thì giúp mang lại may mắn, bình an cũng như là thu hút tài lộc cho các bác, nhất là bác nào mà kinh doanh buôn bán ấy, thì nên đeo một cái vòng phong thủy bằng gỗ, gỗ trầm hương thì càng tốt, hoặc là gỗ huyết long, gỗ hoàng đàn, những cái loại gỗ gần như là tất cả các loại gỗ để mang dương khí tốt các bác nhé. Đó. Những bác nào mà các bác để ý, những nhà người ta có điều kiện thường là người ta sẽ chơi toàn đồ gỗ, vì thứ nhất là nó mang vượng khí, mang dương khí tốt, ấm cúng cái ngôi nhà. Thứ hai nữa là những người mà người ta đã có tiền rồi, người ta chơi đồ gỗ thì càng bền, càng làm ăn càng ra các bác nhé. Rất là đẹp. Các bác lấy 16 ni thì báo tôi nhé, giá là 900 thì đang được khuyến mại cái nô này, còn 750 miễn phí ship, được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Các bác yên tâm khi mà nhận hàng, các bác được bóc ra xem, kiểm tra test, soi đèn từng hạt đó, soi flash từng hạt đỏ rực như này, và test nước, chìm nước các bác nhé. Những cái loại gỗ như này thì chìm nước 100%, chìm chất gỗ rất là đanh mịn già. Đó, vô tư. Rồi clip ở đây thì tôi xin tạm dừng. À có một cái anh ấy lấy cái hũ bột dăm kỳ nam này để xông bằng cái lư điện, anh ấy có mua cái lư điện bên tôi rồi, tôi ở đây tôi cũng giới thiệu luôn là cái dăm kỳ nam này thì các bác cũng trải nghiệm rất là nhiều các bác nhé. Đợt vừa rồi nên thì các bác lấy hàng cũng khá là ok và chất lượng phù hợp với các bác anh em là trải nghiệm. Hộp này là 5g các bác nhé, hộp này 5g giá 1.900.000 thì đang được giảm còn 1.500.000, rất là thơm. Các bác mở ra các bác ngửi đã thấy mùi thơm của kỳ nam hải nam rồi nhé. Đây là cái máy xông, tôi vẫn xông hay làm việc xông này, dăm kỳ nam hải nam rất là thơm, thơm cực kỳ ngọt luôn, thơm ngọt lắm các bác. Cái này bác xông phải 2 đến 3 ngày thì nó mới hết thơm được, cứ để như này bật 200 độ là các bác xông thôi, cứ thơm thoang thoảng, ngọt ngào, dễ chịu, làm việc rất là thư thái nhá. Đó, các bác có điều kiện thì các bác nên mua cái này cầm theo, sạc điện cầm theo đây này, sạc này cầm theo bên người, đi du lịch đi đâu cũng được.
Còn nếu mà không có điều kiện thì các bác mua cái nư điện kia để cắm điện để bàn làm việc, thì các bác cũng cho vào như này. Đó, cho vào như này để chúng ta xông ở bàn làm việc. Đó các bác thấy không ạ? Đây, đây cái nư này. Các bác đặt hàng liên hệ trực tiếp vào phần shop nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe nhá. May mắn, bình an trong